Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn về giải tỏa đền bù, về thời tiết, dịch bệnh, song thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn đã được đẩy nhanh tiến độ. Và hiện tại thì các hạng mục đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, giải quyết tình trạng quá tải tại bãi rác Khánh Sơn. Cách đây 5 tháng, vào ngày 26 tháng 5 năm 2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp đi thị sát tình hình thực tế việc thi công tại bãi rác Khánh Sơn. Sau khi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phải tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện chỉ đạo này, quận Liên Chiểu đã nỗ lực giải tỏa đền bù, bàn giao cho đơn vị thi công. Nhưng sau đó, Đà Nẵng lại bùng phát đợt dịch thứ tư và kéo dài. Trước thực tế này, các đơn vị khắc phục khó khăn vừa quyết liệt triển khai thi công, vừa tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đến nay, các hạng mục của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn đến nay là đã cơ bản hoàn thành, đã có báo cáo hoàn thành gửi cho cục giám định nhà nước và đang chuẩn ban quản lý đang chuẩn bị các hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào quản lý sử dụng, đồng thời song song đó để nâng cao cái năng lực chôn lấp rác tại bãi rác Khánh Sơn cũng như là tính liên tục của cái chôn lấp rác. Thì ban quản lý hiện nay đang phối hợp rất tốt với công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng trong công tác vận hành theo quy trình mới đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên phạm vi gần 40 hectare tại bãi rác Khánh Sơn. Tổng mức đầu tư hơn 184 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, gồm các hạng mục cải tạo, nâng cấp 5 hộc rác cũ, xây mới hộc rác số 6 rộng hơn 77.000 m2, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước rỉ sát giai đoạn 2, công suất 1.050 khối trên một ngày đêm, cùng các công trình phụ trợ. Thì được sự cho phép của Sở Tài nguyên Môi trường và Ban quản lý thì nhà thầu tiếp tục vận hành thử nghiệm vào ngày 7 tháng 10 2021. Và dự kiến theo kế hoạch thì sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thì trong giai đoạn vận hành thử nghiệm thì đầu tiên thì sẽ tiến hành hiệu chỉnh, cân chỉnh thiết bị và nuôi cá vi sinh. Tại đã trải qua gần khoảng một tháng thì chắc là nước đầu ra của nhà thầu đã đảm bảo theo quy chuẩn xả thải trong hồ các hồ sơ pháp lý của trạm là quy chuẩn 25/2009 cột B2 và quy chuẩn 40/2011 cột B. Việc đưa vào vận hành giai đoạn 2 đã nâng công suất nhà máy xử lý nước rỉ sát bãi rác Khánh Sơn lên 1.750 khối trên một ngày đêm. Năm hộc rác cũ sau khi được nâng cấp đang tiếp tục thu nhận rác thải theo đúng cao trình, thiết kế và quy trình vận hành. Hộc rác mới số 6 cũng đã hoàn thành, sẵn sàng tiếp nhận chôn lấp rác. Trong khi chờ dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn mới được xây dựng, thì việc triển khai nâng cấp, nâng cao năng lực xử lý rác của bãi rác Khánh Sơn là việc làm cấp thiết, góp phần xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.